Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Côn Luân Kiếm Tiền. Thì ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn một con ứng dụng đó là Tewin. Con ứng dụng này mới ra vào buổi sáng ngày hôm nay đó, khá là giống với ứng dụng iWin luôn. Bạn nào mà chơi chơi thì các bạn nhớ là click ở dưới phần link mình có để dưới phần mô tả video nhé. Các bạn cài đặt về và nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Các bạn bấm vào phần đó, phần điện thoại cho mình đó, các bạn liên kết số điện thoại vào cho mình nhé. Đó, các bạn đăng ký số điện thoại này. Khi đăng ký số điện thoại các bạn vui lòng bỏ cái số 0 ở trước đi các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn liên kết cho mình đó. Khi liên kết và các bạn đăng ký xong thì nó sẽ bắt các bạn đăng nhập. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập phải nha các bạn nhé. Rồi, ok, đăng nhập thành công. Thì con ứng dụng này khá là giống với ứng dụng iWin luôn, gần như nó đã nhảy lại 100% luôn nha các bạn nhé. Thì bạn nào mà đăng ký Tewin theo link của mình á, thì nếu mà trong tương lai nó có phần nhập code thì chắc chắn là anh em sẽ được nhập code ở trên link của mình nha các bạn nhé. Đó, nhưng bạn nào mà đăng ký theo link của mình á, thì nhớ là anh em phải đăng ký và bấm mô tả, mình có để link ở dưới phần mô tả nha các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn đăng ký, nếu mà ra cái phần nhập code thì mình sẽ phát code cho tất cả các bạn nha. Đó, cho là có rất là nhiều trò chơi luôn. Thì mình sẽ bấm thử một số trò cho tất cả các bạn nha. Gần như trong này nó nhảy lại con ứng dụng iWin đó, có cả vòng quay này. Đó, rất là ok luôn nha anh em nha. Đó, y hệt iWin luôn. Đó, không khác gì iWin nha các bạn nha. Đó, ok, thì có phần làm giàu này. Đó, các bạn chỉ cần bấm vào sao chép, các bạn đi chia sẻ cho bạn bè. Bạn bè vào đây, bấm vào phần sao chép này, các bạn đi chia sẻ cho bạn bè nhé. Bạn bè mà tải thêm của bạn và chơi game ấy, thì các bạn sẽ được nhận hoa hồng nha. Đó, khá là nhiều cái phần, đó là phần nhận tiền luôn. Đó, bấm một sự kiện này, em có thể điểm danh hàng ngày nhé. Nó có thể chia sẻ nhận 3.000 mỗi ngày này, rất là ngon luôn. Còn rút tiền thì có thể mình rút đó là 50k nha các bạn nhé. Đó, lịch sử này hiện tại mình vẫn chưa rút và mình mới chơi thôi. Đó, mình rút chỉ là 50k thôi nha các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Bạn nào mà chơi chơi thì các bạn nhớ là click ở dưới link mình có để dưới phần mô tả video nhé. Bây giờ mình sẽ vào tạo một trò trước. Wow, cái trò này khá là giống với ứng dụng iWin luôn các bạn ạ. Y hệt luôn nha các bạn nhé. Không khác một cái gì luôn. Y hệt iWin luôn các bạn ạ. Có lẽ là trong này cầu. Wow, đúng rồi. Thì chắc có lẽ trong tương lai thì mình sẽ làm nhiều về con game siêu xe ở trong này hơn. Đó, bởi vì con này khá là giống với ứng dụng iWin luôn. Thậm chí mình thấy nó còn đẹp hơn nữa các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một cái giao diện màu đen, ok. Địa chủ này, đó, rất là nhiều trò luôn. Để mình tìm ra cái trò quay thú nhé. Đây, cái trò quay thú đây rồi. Để mình sẽ đăng nhập vào cái trò quay thú này xem nha. Rồi, thì mình, wow, cũng không thể tin được luôn. Cầu mới hoàn toàn này, đó, cầu mới hoàn toàn này. Wow, ok luôn. Đó, hiện tại ứng dụng này mới ra thôi các bạn ạ. Wow, khá là ngon đấy các bạn nhé. Đó, ứng dụng này khá là giống với ứng dụng iWin luôn. Bạn nào mà chơi chơi thì bạn nên đăng ký theo link mình khi mở ra phần mô tả cũng như là bình luận của video này nha các bạn nhé. Rồi, ok, để mình sẽ review từng trò cho mọi người cũng như là hướng dẫn mọi người cách để cho mọi người thể nhận tiền free nha các bạn nhé. Tưởng vào bãi chứ. Ok, bây giờ thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ tìm một cái số trò, ví dụ như là cái trò địa chủ đi, thì mình sẽ đăng nhập và mình sẽ chơi thử nhé. Thì khi em đăng ký trên link của mình, em sẽ nhận được đó là 6.668 đồng. Đó, và anh em có thể bấm một sự kiện này chia sẻ hàng ngày nhé. Đó, và anh em làm 20k vào thì anh em cũng có thể chơi hàng ngày được bình thường nha các bạn nhé. Ồ, ok nha anh em. Mình sẽ tối 3 điểm này. Ok, rồi. Ok, mình sẽ đánh 4 nhé. Đó, sau đó thì mình sẽ đánh 7 và 90GPK là xong nha các bạn nhé. Là kết thúc bài luôn. Ok, 2 này. Đó, ok, rất là ngon luôn. Mình không nghĩ là trong cái con game này lại giống một con game iWin như vậy luôn đó các bạn. Ok, sau đó thì mình sẽ đánh vào 2 tiếp. À, quả này chắc chắn là sẽ thắng luôn. Đó, 2 tiếp này. Sau đó mình đánh 9, 10 gì QK app này. Đó, sánh, ok. Rồi, tiếp tục 9, 10 gì QK app này. Đó, đôi 3, đôi 4, đôi 5. Sau đó thì mình đôi hề là mình sẽ về nhé. Wow, con game này khá là đẹp luôn. Bạn nào mà chơi chơi thì các bạn là nhớ tải theo link mình ghi ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video này nha các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, ok, X6 luôn, khá là ngon. Thì mình đánh xong quả này thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ review tiếp cho anh em nha. Đó, anh em có thể tải và anh em có thể chơi nha. Cộng đồng 1.164.000 nha. Ok, mình sẽ thoát này. Đó, khá là đẹp luôn. Bạn nào mà chơi chơi thì các bạn nhớ click ở dưới link mình có thể dưới phần mô tả của video nha các bạn nhé. Có cả trò thủy hứa này, đó. Ok, đặt bom nha các bạn nha. Có cả trò đặt bom luôn. Wow, khá là ngon này các bạn nè. Đó, phòng không đồng này. Ok, wow, một cái giao diện khá là đẹp. Ok, thì chắc có lẽ là hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Bạn nào mà thấy hay á thì nhớ like cũng như đăng ký kênh và cho thông báo ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.